Cày mà mỗi lần mà Côn Lôn định giơ tay lên là Thiên Nhẫn nó lại bắt hạ tay xuống bạn ơi. Không khác gì mà chúng ta đã định đánh con cuối cùng ở trong bộ bài rồi. Đã xuống 2 để xin về nước rồi thì tự nhiên lại có người của bạn ấy dừng lại, tôi có tứ quý này. Không khác gì kiểu vậy mà cay, cay thực sự luôn. Đấy tuổi anh em ơi. Lực Rùa đã rất tự tin với một chiến thắng trước Mình Storm. Thực ra trận đấu này tầm 2 phút nữa anh em nhé. Bỗng một loạt trận cho anh em xem. À, hết thể lực chưa à? Hỏi còn có thời gian hỏi luôn anh em. Trời ơi, trời ơi, ngày sớm thì ăn gì anh em ơi. Ba Thiên Nhẫn của chúng ta họ đã đều quá tự tin về chiến thắng của mình. Và cuối cùng đó là cái giá đắt nhất mà họ phải trả anh em ạ. Lời nói chưa dứt mà chúng ta đã thấy rằng chat này, chat này, chat này, nó làm mình liên tưởng đến trận đấu của 79 Mãi Đỉnh và con gái vua. Vâng, anh em cứ tự tin chat. Nhưng đó là khi chúng ta đứng ở bên ngoài hậu trường anh em nhá. Và vào sàn đấu thì chúng ta nên biết được rằng đánh xong thì chúng ta cũng gáy anh em ạ. Rất hay. Đấy, nó phải thế nó mới buồn cười. Mai phải sáng cái trận này lên trên trang chủ em xem nhá. Nó giống cái trận của 79 Mãi Đỉnh và con gái vua anh em ạ.